cộng hai số nguyên khác dấu. Cộng hai số nguyên khác dấu như thế nào? 1. Ví dụ, nhiệt độ trong phòng ướp lạnh vào buổi sáng là 3 độ C, buổi chiều cùng ngày đã giảm 5 độ C. Hỏi nhiệt độ trong phòng ướp lạnh chiều hôm đó là bao nhiêu độ C? Nhận xét, giảm 5 độ C có nghĩa là tăng âm 5 độ C, nên ta cần tính cộng 3 cộng trừ 5 bằng giải. Cộng 3 cộng trừ 5 bằng trừ 2, hình 46. Trả lời, nhiệt độ trong phòng ướp lạnh buổi chiều hôm đó là trừ 2 độ C. Câu hỏi 1. Tìm và so sánh kết quả của âm 3 cộng 3 và cộng 3 cộng âm 3. Câu hỏi 2. Tìm và nhận xét kết quả của A. 3 cộng âm 6 và giá trị tuyệt đối của âm 6 trừ giá trị tuyệt đối của 3. B. Trừ 2 cộng 4 và cộng 4 trừ 2. 2. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. Thứ nhất, hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0. Thứ hai, muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiểu hai giá trị tuyệt đối của chúng, số lớn trừ số nhỏ, rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Ví dụ, âm 273 cộng 55 bằng âm mở ngoặc 273 trừ 55 đóng ngoặc, vì 273 lớn hơn 55, bằng trừ 218. Câu hỏi 3. Tính A. Âm 38 cộng 27. B. 273 cộng âm 123. Bài tập 27. Tính A. 26 cộng âm 6. B. Âm 75 cộng 50. C. 80 cộng âm 220. Bài tập 28. Tính A. Âm 73 cộng 0. B. Giá trị tuyệt đối của âm 18 cộng âm 12. C. 102 cộng âm 120. Bài tập 29. Tính và nhận xét kết quả của A. 23 cộng âm 13 và âm 23 cộng 13. B. Âm 15 cộng 15 và 27 cộng âm 27. Bài tập 30. So sánh A. 1763 cộng âm 2 và 1763. B. Âm 105 cộng 5 và âm 105. C. Âm 29 cộng âm 11 và âm 29. Luyện tập. Bài tập 31. Tính A. Âm 30 cộng âm 5. B. Âm 7 cộng âm 13. C. Âm 15 cộng âm 235. Bài tập 32. Tính A. 16 cộng âm 6. B. 14 cộng âm 6. C. Âm 8 cộng 12. Bài tập 33. Điền số thích hợp vào ô trống. Các em kẻ bảng gồm có 6 cột, 3 hàng. Hàng thứ nhất cột 1 A, cột 2 trừ 2, cột 3 18, cột 4 12, cột 5 để trống, cột 6 trừ 5. Hàng thứ hai cột 1 B, cột 2 3, cột 3 trừ 18, cột 4 để trống, cột 5 6, cột 6 để trống. Hàng thứ ba cột 1 A cộng B, cột 23 để trống, cột 4 0, cột 5 4, cột 6 trừ 10. Bài tập 34. Tính giá trị của biểu thức A. X cộng trừ 16, biết x bằng trừ 4. B. Trừ 102 cộng y, biết y bằng 2. Bài tập 35. Số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái A. Tăng 5 triệu đồng. B. Giảm 2 triệu đồng.